Đấy, còn chú Niêu này. Còn cái bài nào chú ý nha. Niêu. Còn cái này. À, về. Rồi. À, để cho cái con thường này nè. Nằm ở góc này. Ấm U, C, S, G, hai con. A, hai tơ. Ấm hướng này. Thì nó nằm góc này. À, dung nó bị chạy nè. Dạ, ok. Rồi, nằm U, N. U, N nè. U, N nè. Rồi, chỉnh lại đơn vị nè. Cậu này, đơn vị nè. Rồi, dung hết nè. À, ok. Dạ. Đấy, nó trở thành đơn vị nè. U, N. Chọn cái này là không nè, không có cái đuôi á, là lắm. Còn rễ trên bên kỹ thuật đó, bên cơ khí á, thì những cái nó còn chi tiết nhỏ mắt thì chọn cái này nè. Em về nha. Rồi, ok. À, em qua bên này lát, để dạy cho em xong kia em qua quét. Ok. Rồi, UN ha, xong. Thì ta sẽ chỉnh trong cái đường. Bên line là quyết rồi phải không? Bây giờ là line nè. Line thì sẽ mở một cái cửa. Rồi, đây là line nè ha. Bây giờ tôi chọn cái cửa này. Đúng vậy. Cửa này, xe hoa này. Đúng không? Lỡ đây line có hai cái tác dụng. Một là canh chỉnh L này. Đấy, L là line nha. L, enter là line. Offset nha. Offset. Rồi, offset 100. Đúng không? Còn này 100. Line là sao? Có nghĩa là canh chỉnh. Canh chỉnh đối tượng giống nhau. Canh chỉnh từ cái này dính vô cái này. Ha. Giờ mình sẽ vẽ L. Cái cửa nó sẽ dính vô đây. Cái bản lề này nó sẽ dính vô chỗ này. Ha. Đấy. Nè. L. Enter. Chọn cái này. Chọn cái này. Ha. Kiểu thứ nhất. Kiểu thứ hai là chọn cái này. Chọn vô góc này. Enter. À, bây giờ có chọn Z hay là chọn No. Z có nghĩa là nó sẽ scale lại. No là nó sẽ không scale. Nhưng nó sẽ canh chỉnh. No. Đấy, đoạn dính đây. Thấy không? Rồi, được chưa? Đấy, nó sẽ scale như thế. TR nè, trim nè. Enter 2 lần, nhấp chuột. Rồi, chọn này. Được chưa? Đấy, chọn like.